Xin chào xưa, bông lai bông con từng áo khnê cha. Bông bông này có cầm bông để trong hộp và tập hợp để sắp thử ấy. Để dỡ trên bị đóng chạp to tầm đóng cha. Khang dương nhóm dọc trên bị đóng chạp to tầm đóng cha. Cứ chia sẻ lại một spiro rồi nà cha. Tình hiệu chung ta làm lại tình hiệu chung khuôn tầm con đập hiệp cha. Tình hiệu chung ta làm lại thu thái lần này xong rốn phù chí khang rốn chạp to tầm đóng cha. Xong bạc bông bông này có cầm bông mình chỉ gửi đồng bát tự đồng bán lơi chiếm đông sách đông ký cập đeo là sao cao cho sao bông mốt chưa sửa cho cái chọc chương xong là lúc đó chúng tôi mà hai đông sách đông ký nữa khi nhắm tới tới nó cứ chỉ để tình hiệu chung cứ ra tới ca chìa hay xong đặt mặc lâu cứ mở rồi tế bông nét nhằm mà là đó mà chứ nằm hay tham lại bông bây gặp bông bị lưới thèm tiệt chàng của một sân nắng cứ chụp cho bánh này bông nét chả xong đó bông bông lại có bị tôi được một bi mình lại bắt chương một đông mà xa chương một lần nặp làm bà lần nặp làm nên xuống cả bắt chương mình tên cha một áp xám sắp tinh bi thái mùi chả ở tại học sắp tới bông bông mang đọc bây bảo áp liềm nhằm mang đọc bây khai bông nét và bông nhằm hỏa ngày chả bông bông này có cái chăm hết con thời lực sai cái liền sai phương phép sao mà chẳng hiểu luôn chừng người tu tử ai sợ chỉ nắng năm tức năm sao năm khẳng của màn chỉ nắng năm tức đấy hoặc là trong xám sắp ở tên môi thèm môi sợ tham được nhé mà đọc xám sắp tinh bi thèm môi được nhiều chả nhưng sau một trận đấy không phải tập hợp bao nhiêu số dành hút mình chỉ bảo tình lý mình số sẽ khai được ba cho tâm trời chả bông bông trong mắt đã cha cho nồng phép số dành hút nào sau mắt nào sau ông lấy từ sắc to là bông bông chả được chả.